Trong đêm phiêu diêu, mắt em long lanh, tình ai tình ở, tình về. Vẫn biết chia tay nhưng trong lòng còn men say, đắm mướt trong đêm hương cỏ ngàn trời. Quá, đất rộng rộng quá, em tôi bé nhỏ mà sao không ôm em được như ôm đất trời. Ngày xưa là thế, lời người còn đó, quan họ không lấy nhau, xin hẹn nhau kiếp sau. Nhưng lòng vẫn muốn người ở người về. Vui lên đi em, hát câu ca xưa, người ơi người ở người về. Vẫn biết chia tay nhưng trong lòng còn men say, đẫm ướt trong đêm hương cỏ ngàn trời. Trời cao cao quá, đất rộng rộng quá, em tôi bé nhỏ mà sao không ôm em được như ôm đất trời. Ngày xưa là thế, lời người còn đó, quan họ không lấy nhau, xin hẹn nhau kiếp sau. Nhưng lòng vẫn muốn người ở người về. Nhưng lòng vẫn muốn người ở người về. Chị Mỹ Lệ, chị đứng dậy được không chị? Hả? Cái đàn có nặng lắm không? Em có đỡ chị vậy nha. Dạ, ok. Thưa quý vị, có thể nói là những tiết mục khác thì có lúc họ hát rồi quý vị vỗ tay, nhưng riêng tiết mục này Thành cảm thấy một điều rất là đặc biệt là hát xong hết rồi mới vỗ tay. Đôi khi sự lắng động để lại phút cuối cùng bùng nổ cũng hấp dẫn, đúng không ạ? Và hôm nay rõ ràng là Khương Ngọc lại trổ tài đàn guitar và chị Mỹ Lệ với cây cello rất là tuyệt vời. Mà đặc biệt ca khúc này rất là phù hợp cho những người đang thi đấu ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có cặp là người ở và người về. Dạ. Yeah. Xin mời chủ nhân của ca khúc, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, anh nghĩ sao về cái phiên bản này ạ? Thật ra thì hát cái bài này rất là khó, lại đặc biệt là chơi đàn. Thật ra chơi piano thì trên thế giới có nhiều người lắm, nhưng mà chơi cello có lẽ Việt Nam ta có mỗi một mình Mỹ Lệ thôi. Và tôi rất là ngạc nhiên là tại sao Mỹ Lệ có gia đình có con mà bản thân cái đàn cello này một ngày mà không tập được khoảng từ 3 đến 4 tiếng thì nghe kinh lắm. Nhưng mà quả thật là hôm nay nghe nó không bị kinh. Đây là một cái điều thứ nhất là bất ngờ. Thứ hai là quả thật là hôm nay Khương Ngọc những cái nốt trầm của bạn xuống rất là đẹp, rất là đàn ông. Tôi nói nữa thì nó thành không hay, bởi vì Thành chị hát em khen hay thì nó kỳ cục. Mời anh Lê Hoàng ạ. Anh Hoàng ạ. Cười những cái nụ cười rất là khó hiểu. Vì thú thực theo tôi thì bài này không những khó hát mà còn khó nghe nữa. mà anh phải giải thích rõ là khó nghe theo cái nghĩa như thế nào. Lê Hoàng nghĩ rằng Lê Minh Sơn là tác giả. Thì Lê Quang cảm nhận rằng là bài hát này hồi sáng Lê Quang đã nghe trong cái buổi tập các bạn, Lê Quang rất là lo cho Khương Ngọc thật sự. Nhưng mà bài hát này là bài hát khó, nhưng mà khó hát chứ Lê Quang nghĩ rằng cũng không đến nỗi khó nghe. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Quang. Bây giờ người cuối cùng, chị Lưu Thiên Hương, chị nghĩ sao? Đây là một bài hát hoàn toàn có giai điệu rất là hay. Chắc là mọi người đang rất trông chờ cái phần nhận xét của tôi. Phải nói là cái ngày hôm nay các thí sinh đều có cái phần thi rất là bất ngờ. Cái chất lượng về âm nhạc hôm nay, chúng tôi có cảm giác là mình được ngồi và thưởng thức một cái buổi tiệc âm nhạc thực sự. Đây là cái điều mà ban giám khảo cũng như khán giả đón chờ.
Với chị Lệ hôm nay thì Hương có thấy đây là một phần thi rất là sâu lắng, cách hát rất là đẹp, rất phù hợp với cái thể loại acoustic. Đối với Hương thì Hương còn một điểm cộng nữa cho chị Mỹ Lệ là chơi cello rất là hay. Hương muốn có một, ngoài những cái phần mà chị đệm cho Khương Ngọc thì trong cái phần chị hát, chị đệm cùng cái tiếng đàn nó hòa cùng với giọng hát của chị thì Hương còn thấy hay hơn nữa. Nó khó quá. Có một người đang cũng đang rất là muốn nói lên tiếng lòng của mình. Để em mời chị Mỹ Lệ. Dạ xin mời chị. Cảm ơn Hương rất nhiều, nhưng mà thực ra mà nói biết không, cello mà vừa đánh vừa hát rất khó, và ngồi vậy mà đánh hát khó cực kỳ. Chỉ có là khi nào mình đánh xong rồi khi nào mình hát thì được, nhưng mà lần lượt vừa đánh vừa hát thì nó khó, không giống piano. Hôm nay thì tất cả các thí sinh trong chương trình Cặp đôi Hoàn hảo đã ủy quyền cho Mỹ Lệ xin nói một vài lời với ban giám khảo. Vừa qua thì cái tuần vừa rồi thì cũng có một số những cái tranh luận nho nhỏ với những cái giám khảo cũng như thí sinh. Thưa quý vị, ở đây Mỹ Lệ xin được nói là chúng tôi chỉ tranh luận trên vấn đề chuyên môn, và rõ ràng là mỗi một người thì có một cái góc độ chuyên môn khác. Chính vì vậy cho nên là cũng có một chút xíu tranh luận. Và hôm nay thì nhân đây Mỹ Lệ và tất cả các thí sinh xin cảm ơn và xin gửi đến tất cả tình cảm của mình đến ban giám khảo. Và cũng như là muốn nhắn nhủ với, với tất cả quý vị khán giả rằng dù... có tranh luận trên sân khấu, nhưng ở sau hậu trường thì chúng tôi tình cảm đồng nghiệp, tình cảm anh chị em rất là nồng nàn và rất là quý mến nhau ạ. Vâng, xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn ban giám khảo. Và quý vị khán giả cũng coi đây như là một cuộc chơi. Hồi bé chúng ta có cái trò chơi là công chúa hoàng tử, rồi có những người đóng vai người lính, người hầu, có những người vai, có những vai là công chúa và hoàng tử. Thì ở đây tôi là ở vai giám khảo, còn không, còn các thí sinh là đóng vai là các thí sinh, còn tôi chỉ đóng vai nhận xét thôi. Còn mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ và có một cái đóng góp riêng cho một cuộc chơi. Dạ vâng. Chúng ta sẽ hoàn thành. Dạ, em nghĩ rằng là dù cho tất cả những sự tranh luận đó cũng chỉ là để tốt hơn về mặt chuyên môn cho nhau thôi. Và rõ ràng là nếu mà nói chung là thí sinh có quyền tranh cãi với ban giám khảo cũng có quyền, và rõ ràng là họ chỉ xây dựng tốt đẹp hơn cho chương trình thôi. Và dĩ nhiên như chị Mỹ Lê nói, tình cảm vẫn như xưa. Cảm ơn quý vị. Một tràng pháo tay nữa cho Mỹ Lệ và Khương Ngọc, thưa quý vị. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, có thể nói rằng là ngày hôm nay chúng ta cảm thấy rằng là các cặp đôi của chúng ta đã tiến bộ rất là rõ rệt. Và khi họ tập trung vào giọng hát thì rõ ràng acoustic là một thể loại đã mang đến cho tất cả những người tham gia trong cuộc thi ngày hôm nay một sự bình tĩnh, một sự sâu lắng để họ có thể tập trung tất cả nỗ lực của mình vào lời ca tiếng hát, để họ có thể truyền tải bài hát được tốt hơn mà không cần phải mang lên một tiết mục dàn dựng gì trên sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ trở về với câu chuyện cùng với Vy Oanh. Có lẽ là những gì cần chia sẻ thì chúng ta cũng đã nghe chị Mỹ Lệ cũng như tất cả mọi người chia sẻ ở sân khấu chính. Bây giờ là phần cho điểm của ban giám khảo, xin mời ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm số từ nhạc sĩ cho ca khúc vừa rồi, đó là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. 10. Nhạc sĩ Lê Quang. 10. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. 10. Và đạo diễn Lê Hoàng. 7.